biết yêu em là sai, anh nguyện sai cả một đời. Dù thời gian trôi qua anh vẫn yêu chỉ mình em. Đã biết em đổi thay, sao lòng anh vẫn mãi yêu em. Yêu thương một người mà chưa từng yêu anh. Hãy quên em người ơi, khi lòng em đã chẳng yêu anh. Cố níu kéo cũng chỉ làm anh thêm đau lòng. Từng ngày qua thật tâm, em đã cố gắng rất nhiều. Nhưng tình yêu của em chẳng thể nào ban phát đâu. Tôi còn giờ đây là cuộc sống xa hoa. Anh không có tiền thì làm ơn né bỏ. Tôi cảm thấy phiền khi anh đang gò bó. Đừng mang rắc rối vứt tình cảm đó vào một xó. Bản thân anh lo cho xong thì anh lo được cho ai. Cố gắng là đó hoài mong chẳng còn gì ngoài thương hại. Quên đi baby, không có tiền không có quyền thì làm ơn tạm biệt không. Vậy thì em cứ sống cuộc sống em chọn lựa. Chẳng cần quan tâm anh đang vui hay đang buồn. Rồi thời gian dần trôi anh sẽ cố gắng quên người. Chỉ cầu mong người anh yêu luôn đưa hạnh phúc. Và khi người thay đổi em mong quay trở lại. Phải làm sao khi bên anh đã có một người. Người cùng anh vượt qua bao khó khăn trong đời. Thôi thì xem như ta có duyên nhưng không nợ. Hên quá, hết được rồi má ơi. Mày tụi mày thôi mày. Anh ơi, đừng quýnh bê đê anh ơi, đừng quýnh bê đê. Em không tiện, em tính làm liều, em mua phấn tròn anh ơi, đừng quýnh bê đê. Bê đê cái gì bà nội? Dạ, bê đê thiệt mà, bẩm sinh ba má chính vậy. Anh ơi, hai em đi, hai em lần đầu đi. Lần này tôi tha cho chị. Dạ. Kiếm cái gì lương thiện mà làm nha. Dạ, em cảm ơn anh đẹp trai. Hên quá, cũng may á, mình giảm bê đê. Chứ mà thôi, nó hốt mình về phường rồi. Trời, thấy ghê quá. À, đây là cây ví của em à. Cảm ơn anh. Hôm nay quá nhờ chú mà không mất đồ. Có sớm quá nhẹ. Cảm ơn anh. Em là sao anh nguyện sai cả một đời. Mấy bữa nay anh tìm việc mà không cho nào nhận. Anh vẫn yêu chị mình em. Má. À, công ty tôi đang tuyển một lái xe kim luôn cận vệ, chú có làm được không? Dạ con làm được ạ. Đây là số điện thoại của tôi thường đưa cho tài xế sử dụng. Chú giữ đó. Dạ tôi sẽ gọi cho chú. Rất nhiều nhưng tình yêu của em chẳng thể nào băn khoăn đâu. Nói bao nhiêu anh mới hiểu được đây. Cố gắng nhiều chẳng thay đổi vận may. Vì thời đại này nếu quen nhau chữ tình còn nằm dưới đáy. Nên nói là phải hiểu không có nói lần thứ hai. Đừng làm đủ kiểu cuối cùng lại thất bại. Khi nào mà người ta thì hãy nói đến tình yêu. Còn bây giờ đừng có. Vậy thì em cứ sống cuộc sống em chọn lựa. Chẳng cần quan tâm anh đang vui hay đang buồn. Rồi thời gian dần trôi anh sẽ cố gắng quên người. Chỉ cầu mong người anh yêu luôn đưa hạnh phúc. Và khi người thay đổi em mong quay trở lại. Phải làm sao khi bên anh đã có một người. Người cùng anh vượt qua bao khó khăn trong đời. Thôi thì xem như ta có duyên nhưng không nợ. Giọt là mắng đắng như nãy bước đi thật xa. Cố gắng níu kéo giờ đã trở nên xa lạ. Những câu nói đầu môi buông ra khỏi suy nghĩ. Em đã không cần anh giờ đã mất đi người chi kỷ. Em người của anh bằng những lời nói đầu môi. Đam mê vật chất giờ chỉ còn mình trong tối. Xin lỗi giờ cũng chẳng nhận được gì. Em xin lỗi giờ cũng không thể người thay đổi. Em mong quay trở lại. Phải làm sao khi bên anh đã có một người. Người cùng anh vượt qua bao khó khăn trong đời. Thôi thì xem như ta có duyên nhưng không nợ. Tuấn, à, dạo này trông anh khác thật. Không biết là điều gì đã đưa anh lên đến đỉnh cao như thế này. À, quên mất, giới thiệu về anh, tôi cũng vừa mới lấy chồng. Chồng tôi cũng khá lắm, một tháng anh ấy làm được 30 triệu cơ. Còn anh thì sao? Ủa, thế à?
rồi, vào đây ngồi cùng cả vợ chồng bọn em. Cái gì? Sếp á? Ừ, đây là sếp của anh. À, còn xin giới thiệu với sếp, đây là vợ em. À, ngày xưa sếp rất yêu một cô gái, nhưng mà vì sếp nghèo quá nên cô ta đã bỏ đi. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy sếp thành công như thế này, chắc chắn cô ta sẽ phải hối hận. Ba đang đợi hai vợ chồng mình kìa. Về thôi anh.